Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học nhạc lý cơ bản và thực hành. Ở trong bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dấu lặng đơn. Ở bài học trước thì chúng ta đã học về dấu lặng tròn này, lặng trắng, lặng đen. Và hôm nay chúng ta học về dấu lặng đơn. Thì dấu lặng đơn của chúng ta là các bạn thấy ở trên hình nó sẽ có cái ký hiệu như này, nhìn nó giống như kiểu số 7 á. Đó, đây gọi là dấu lặng đơn. Và dấu lặng đơn của chúng ta sẽ tương ứng giống như là cái nốt móc đơn á, cho nên là giá trị trường độ của dấu lặng đơn cũng là 1/2 phách, nó giống như là nốt móc đơn. Ở đây thì mình đang có hai ví dụ về dấu lặng đơn. Ở ví dụ thứ nhất thì các bạn thấy là cái nốt số 2 này này, cái nốt móc đơn số 2 này này, nó đã được thay đổi bằng một cái dấu lặng đơn. Đó, và chúng ta sẽ đọc là chữ nghỉ nha các bạn. Còn ở ví dụ thứ hai thì cái nốt móc đơn thứ nhất này này, nó đã được thay đổi bằng một cái dấu lặng đơn. Đó. Ví dụ thứ nhất thì dấu lặng đơn nằm ở đằng sau, ví dụ thứ hai thì dấu lặng đơn nằm ở đằng trước. Đó. Mình sẽ thực hành qua một lượt để các bạn quan sát. Đầu tiên là ví dụ thứ nhất. 2 3 1 2 1 2 1 nghỉ 1 nghỉ 1 2 hết. Ví dụ thứ hai. 2 3 1 2 1 2 nghỉ 2 nghỉ 2 1 2 hết. Đó. Thì thực ra là các bạn thấy là nó cũng không khác gì cái nốt móc đơn, bởi vì là giá trị trường độ của nó cũng bằng với lại cái giá trị trường độ của móc đơn. Đó, nên chúng ta khi chúng ta gặp dấu lặng đơn nó cũng y như nốt móc đơn. Nó chỉ khác ở chỗ là nốt móc đơn thì chúng ta sẽ gảy để cho nó kêu. Còn dấu lặng có nghĩa là im lặng, thì khi chúng ta gặp dấu lặng thì chúng ta phải im lặng lại. Nó chỉ như vậy thôi. Và ở cái trường hợp số 2 này này, cái trường hợp mà nốt móc đơn nằm ở phía trước đây này, thì chúng ta gọi đây là nghịch phách. Đấy. Trường hợp thứ nhất thì nó hoàn toàn bình thường, nhưng trường hợp thứ hai của chúng ta đây thì nó gọi là nghịch phách. Bây giờ thì mình sẽ thực hành lại hai cái dạng tiết tấu mà có móc đơn này để các bạn cảm nhận xem là nó khác nhau như thế nào mà chúng ta lại gọi cái dạng này là nghịch phách. Và các bạn chú ý là mình sẽ thực hành đọc bam, và khi có dấu lặng đơn thì mình sẽ im lặng, mình không đọc nữa, để các bạn cảm nhận rõ rệt được cái sự khác nhau của hai cái dạng này. Đầu tiên là dạng thứ nhất này. 2 3 bam 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 2 hết. Dạng thứ hai. 2 3 bam 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 2 hết. Đó. Các bạn có thể thấy là ở cái dạng thứ nhất, khi mà cái dấu lặng nó nằm ở đằng sau đây, chúng ta nghe chúng ta cảm giác rất bình thường. Bam 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 rất là bình thường. Nhưng ở cái dạng số 2, khi mà dấu lặng nó nằm ở đằng trước, thì các bạn nghe các bạn sẽ có một cái cảm giác là nó hơi bị nghịch, đúng không? Nó hơi bị nghịch cái tai của mình này. Bam 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 bam. Đó, cảm giác nghe nó bị nghịch, cho nên chúng ta gọi đó là nghịch phách. Và mình sẽ phân tích kỹ hơn để các bạn hiểu là cái nghịch phách ở trong cái trường hợp này nó là như thế nào. Ở đây thì các bạn thấy là chúng ta có hai nốt móc đơn này là một phách, đúng không? Nó cũng giống như ở đây. Ở đây là chúng ta có lặng đơn với lại móc đơn, là hai cái này nó là một phách. Thì cái số 1 của chúng ta đây này, cái nốt móc đơn đầu tiên này, nó là phần mạnh của phách. Đó, cái phần mà chúng ta dậm chân á, bắt đầu của một phách á, nó là cái phần mạnh. Và cái nốt móc đơn thứ hai này của chúng ta thì nó là phần yếu. Đấy. Thì ở cái ví dụ thứ nhất, cái phần mạnh của chúng ta thì nó có nốt nhạc, nhưng phần yếu thì nó lại là im lặng. Ở trường hợp này chúng ta cảm thấy nó rất là bình thường khi chúng ta nghe bam bam, rất là bình thường. Nhưng ở trường hợp thứ hai của chúng ta, ở cái phần mạnh của phách nó lại là một cái dấu lặng đơn, và nốt nhạc nó lại kêu ở cái phần yếu của phách, thì nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác nghe nó bị nghịch. Đó, nên chúng ta gọi nó là nghịch phách. Thì các bạn hình dung đơn giản nha các bạn, nghịch phách là cái nốt nhạc nó kêu ở cái phần yếu, phần mạnh của chúng ta nó là một dấu lặng đơn, phần yếu là nốt nhạc, thì chúng ta gọi nó là nghịch phách. Đấy. Thế là các bạn hiểu đơn giản ở trong trường hợp này. Còn có một số trường hợp khác thì chúng ta sẽ phân tích sau. Mình sẽ thực hành lại một lần nữa để các bạn cảm nhận được cái sự khác nhau giữa cái bình thường và cái nghịch phách này. 2 3
bam 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 đó, còn cái nghịch phách này bam bam đó, chúng ta hoàn toàn đánh cái nốt vào cái lúc mà chân chúng ta nhấc lên đó, cái cảm giác nó bị nghịch ha. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái bài tập mà mình đã soạn sẵn. Ở đây thì mình đã soạn sẵn hai bài tập có áp dụng dấu lặng đơn, bài tập A và bài tập B. Ở bài tập A thì mình áp dụng dấu lặng đơn vào cái phần yếu của phách đó. Còn ở bài tập B thì mình áp dụng dấu lặng đơn vào phần mạnh của phách, thì nó sẽ gọi là nghịch phách ở đây. Đấy. Thì về cái phần dấu lặng đơn đó, nó cũng y như móc đơn cho nên là nó cũng không quá khó. Tuy nhiên ở cái phần nghịch phách này này, đấy, phần nghịch phách này thì sẽ có thể là đối với nhiều bạn nó sẽ bị gặp khó khăn khi mà các bạn đánh nốt vào những cái phần mà chân chúng ta nhấc lên đó, nó nghịch phách đó, thì có nhiều bạn sẽ không thực hiện được. Các bạn cố gắng là chúng ta tập thật là chậm ha. Thật là chậm, và các bạn có thể nghe cái bài này thật nhiều lần để nó thấm vào, chúng ta cảm nhận được á, thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta thực hành được. Mình sẽ thực hành để các bạn quan sát bài tập A này. Tiếp theo là bài tập B. Ở bài tập A thì nó đơn giản hơn ha. Chúng ta sẽ gảy cái nốt đô này, và khi chúng ta nhấc chân lên là chúng ta sẽ ngắt cái âm thanh lại. Đấy, chúng ta không gảy nữa, chúng ta không cho nó kêu nữa. Còn ở bài tập B của chúng ta thì nó là nghịch phách. Khi các bạn dậm chân xuống thì các bạn để im lặng, không có cái nốt nhạc nào ngân vang cả. Và khi các bạn nhấc chân lên thì các bạn sẽ đánh vào cái nốt đô này. Đấy. Ok, và nội dung cần nhớ của bài học ngày hôm nay thì cũng khá là đơn giản. Chúng ta đã học về dấu lặng đơn. Dấu lặng đơn thì nó cũng tương ứng với lại cái nốt móc đơn, cho nên là giá trị trường độ của nó sẽ là 1 phần 2 phách. Và các bạn chú ý là cái trường hợp mà dấu lặng đơn nằm ở phần mạnh của phách thì chúng ta sẽ gọi nó là nghịch phách. Đấy, dấu lặng đơn nằm ở phần mạnh này và nốt nhạc thì sẽ kêu ở cái phần yếu của phách, cho nên là chúng ta gọi đây là trường hợp nghịch phách. Và bài tập thực hành thì mình sẽ đăng ở trong group học guitarpro.com. Các bạn có thể tham gia vào group để tải bài tập thực hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học kế tiếp. Xin chào.